nhà chức trách fiji loan báo ít nhất 4 người thiệt mạng và một người bị mất tích sau khi cơn bão nhiệt đới joshi chút mưa xuống đảo quốc nam thái bình dương này thị trấn ba ở tây bắc thuộc đảo lớn nhất viti levu của fiji bị thiệt hại nặng nề nhất hình ảnh video cho thấy cư dân đang xoay sở ứng phó với các con đường ngập nước giám đốc văn phòng xử lý thiên tai quốc gia fiji cho biết đã tìm thấy thi thể các nạn nhân bị thiệt mạng và người bị mất tích có lẽ cũng đã tử vong Dự báo sẽ còn những trận mưa lớn đổ xuống Fiji và các đảo xung quanh khi bão Josie di chuyển về phía nam và đông nam.